trung đỉnh chúng ta đi lông mày rồi, rồi chúng ta vào mắt, mũi chúng ta đi rồi chúng ta vào gò má, tai chúng ta đi rồi rồi chúng ta vào mắt và gò má nha. Bắt đầu đây, chúng ta nhìn mắt này, các bạn nhìn sâu vô cái người này này, mắt này là mắt động hay mắt tĩnh, cảm nhận thôi, ánh mắt chỉ có cảm nhận được thôi, không chứng minh được. Động hay tĩnh, tức là ẩn đằng sâu bên trong là một sự tĩnh lặng hay bản chất là một sự dao động. Động nhanh nhưng mà động, người này là nắm bắt vấn đề nhanh nhưng mà thiếu chiều sâu. Động. Yeah. Ánh mắt này động hay tĩnh? Ánh mắt này nhiều khi hơn cả tĩnh. Vợ đi ngang, không biết vợ đi ngang. Ngày hôm đó vợ này là ngày hôm nay là 8 tháng 3 nha, không biết 8 tháng 3 là ngày gì nữa. Ánh mắt này là ánh mắt suy nghĩ về một vấn đề gì đó, nghiêng về cái tính suy tư nhiều. Ánh mắt này là nó trong đầu nó đang chạy thôi, chứ ánh mắt chả nhìn gì nữa. Ánh mắt này có uy lực không? Có không? Lông mày này từ võ hay từ văn? Từ võ. Ánh mắt này là ánh mắt nhìn nó có uy này. Ông Steven Jobs là người ánh mắt có uy lực đấy nhỉ. Chính Bill Gates là người ánh mắt hiền hòa hơn, ít uy lực hơn, mặt mũi cũng phúc hậu hơn. Nhưng các bạn nhìn mũi của hai cái ông này này có đặc điểm gì? Mũi cao không? Sơn căn cao không? Sơn căn cao không? Gần như là mũi thông thiên luôn. Mũi thông thiên là nghị lực nó đi kịp với trí tuệ. Người mà nghị lực đi kịp với trí tuệ thì thường họ nghĩ được thế thì làm được. Cái đầu mũi của ông Steven Jobs là có vẻ nhỏ nhọn. Đầu mũi nhỏ nhọn thì nó hơi âm u một tí. Thế rõ ràng ông Steven Jobs khi mà ông ta trong cuộc đời của ông ta làm ra những cái gì thành công, nó đều thể hiện một cái gì đó sáng tạo, nhưng mà nó hơi kiểm soát theo cái kiểu hủy thủy, nó kiểm soát. Tức là kể cả những cái kỹ sư giỏi nhất của Apple làm chung với ông, đôi khi chả biết đang làm dự án gì, những dấu gì đâu. Họ chỉ là một mắt xích trong cái dự án, họ không biết. Nên ông này được nhân viên nhận xét này, cầu toàn, tinh tế, yêu thích sáng tạo, nổi nóng, dễ nổi nóng với mọi người, đầy tham vọng và muốn kiểm soát mọi thứ, quyết đoán, cay độc và lạnh lùng, sự trộn lẫn giữa tính cách cáu bẳn và sự thiếu thốn. Đặc thù của ông này rất lạ. Các bạn thấy mũi là một cái mũi có nét phù thủy này, nhưng lại mũi thông thiên là một người rất quyết liệt và thông minh. Mũi nó thôi không chán, thông minh ấy. Ánh mắt nó nhìn có uy lực, ánh mắt là người tướng võ, lông mày. Nhưng mà trán tròn và khuôn mặt có nét tròn lại là có người tướng quân sự. Đặc biệt cái trán của ông này là trán tròn, là người có tính quân sự, tính của nhà khoa học. Tai ông này là người cũng tay tương đối to, không to lắm, tương đối. Tai hơi lộn mảnh một tí. Đó, thì chúng ta mới nhìn thấy không? Cái ông này là một pha trộn giữa văn và võ. Đặc thù của ông này pha trộn giữa văn và võ. Và uy lực hơn người và ý chí hơn người. Ông này bị thiếu cái gì? Thiếu cái tính nhu thuận. Ông này tại sao ông thích? Tại sao ông thương chết? Ông này thừa tiền để thuê bác sĩ giỏi, và tại sao ông thương ông phải chết? Vì ông này bị tâm giận mà chết. Ông này có hay kiện người ta không? Trong doanh nghiệp là Apple là công ty nổi tiếng đi kiện các doanh nghiệp khác. Còn bên công ty của Microsoft lại rất ít kiện. Các bạn đang xài phần mềm các miễn phí đấy. Ở đây ai cũng đợi tiền Bill Gates chờ được. Còn đợi ông rất nhiều, mỗi một lần Windows ra phiên bản mới update lên miễn phí. Có Office mới cài miễn phí. Hàng chục năm rồi dùng của ông chắc tốn ông mấy nghìn đô rồi. Một người chúng ta nợ ông Bill Gates cả nghìn, hai nghìn đô nếu mà ông tính tiền bản quyền thì nợ ông mấy nghìn. Nhưng Bill Gates ông có giàu nhất thế giới, đúng rồi. Một ngày đẹp trời ông đã sinh ra trong một cõi giới nào không cần biết. Tất cả những người ngày xưa nợ ông lại tiếp tục mua đồ của ông nữa. Thế là ông ta lại giàu nhất thế giới tiếp.
này là tự quyền này. Các bạn thấy cái gò má đó, nó trội ra thì đây là gò má cao nha. Má cao còn gò má lớn là cái diện tích nó lớn thôi, để tôi xem gò má nó lớn. Đây diện tích này là gò má lớn này, có thấy không? Diện tích nó lớn, mũi này hơi dù hâu một tí này, hơi nhỏ nhỏ một tí, hơi phù thủy một tí. Còn cái gò má này là cái gò má nhỏ này. Trung bình còn nhỏ nhá, gò má trung bình. Thì cái người mà gò má không có lớn thì họ ít đấu đá, còn người gò má lớn họ thích đấu đá, họ thích tranh hơn thua, họ thích sở hữu, họ thích cầu toàn. Nên cái chị Hồng Vân này này là lấy chồng thứ nhất là chia tay đúng không? Cái gò má kia thì quyền lực quyền lợi nó đấu đá lẫn nhau, thì lấy chồng thứ nhất, ông chồng thứ nhất là ông dương tính. Cái chị này cái gò má này là dương tính hay âm tính? Dương tính luôn. Gò má này cái gò má dương tính, thích đấu đá là dương tính, nhung thuận là âm tính. Thì hai người đấu đá nhau thì phải có một người vắng, thì cái người nào vắng ra thì chúng ta gọi là lý sĩ. Thế là rồi về sau chị này chị lấy người thứ hai, thì người thứ hai rất biết điều, người thứ hai nuôi về nuôi con của chị, và toàn bộ sân khấu nhường lại chị, thì gia đình rất êm. Tức là vợ lúc này biến thành chồng, và chồng lúc này biến thành gì? Thành vợ. Em kiếm người đàn ông như thế dễ hay khó? Khó. Trời ơi, cả Việt Nam kiếm được chắc phải không? Bà này bà lấy một ông rồi đi được. Lấy chồng về để chồng trông con và cho mình phát triển sự nghiệp, còn chồng cứ ở nhà trông con, lo hậu cần thì nó tốt, thì hiếm lắm nha. Nên trường hợp của các chị này mà nếu không gặp được ông chồng đó mà gặp ông chồng khác thì xác suất chia tay lại là phải lần hai, mình đúng chưa? Và nếu không rút ra bài học thì lại lần ba lần lại. Thì cái bài học này á, bà Thatcher là giỏi nhất. Tôi đọc cái tích truyện của bà Thatcher tôi lên thích. Bà ta là thủ tướng của nước Anh, bà đập thép thép ra lửa đấy. Mọi quyết định của bà là như đinh đóng cột, cứ thế mà làm, thắc mắc. Và bà ta đưa nước Anh phát triển như vũ bảo. Thì bà này bà cũng lấy chồng, thì chồng bà là một tiến sĩ kinh tế học, và tất cả những công việc gì liên quan đến gia đình thì bà luôn luôn ưu tiên cho ông xã là cái vấn đề quyết định về kinh tế. Tức là bà đến quốc hội và họp, vào chính phủ và họp, nộp lên 5-6 cái dự án khác nhau và mang những cái dự án về cho ông xem cái dự án nào phát triển đất nước được tốt, ông chồng cũng dùng bút highlight hoành lại. Cái nào tốt ông đánh dấu ông ghi lại, cái nào không tốt chỗ nào chương nào thằng nào tốt ghi lại. Ngày hôm sau bà lấy với cái ý đó bà họp rồi các lại và bà chốt phương án triển khai. Như vậy là về đến nhà bà vẫn là một người vợ, bà vẫn là một người vợ và bà vẫn tôn trọng được ông chồng, đúng vai trò của ông là một chuyên gia kinh tế hay trả lời đúng vai trò. Và ông vẫn cảm giác là người vợ mình mặc dù là một thủ tướng nổi tiếng nhưng vẫn tôn trọng. Còn người nữ bây giờ rất khó. Các bạn mà ra ngoài đời làm sếp thì là về nhà là nhìn chồng là không còn tôn trọng. Vài lần chồng mà thất bại các bạn hết tôn trọng luôn và từ đó nó xa. Thì bà Thatcher bà rất giỏi. Còn trường hợp với chị Hồng Vân này là hiếm nhé. Các bạn đừng bắt chước chị này. Kiếm một ông chồng về để trở thành vợ là vô cùng khó tìm. Rồi các bạn nhìn mắt này nha, nhìn mắt, sau đó các bạn nhìn mắt, các bạn nhận ra điều gì? Nhìn ánh mắt á, ánh mắt á, thì ánh mắt này nó nghiêng về mắt ướt. Còn ánh mắt dạng này nghiêng về mắt ít. Người mắt ướt là người tình cảm hay không tình cảm? Tình cảm. Chị này này về chứ tình cảm không có mạnh đâu, mà chị này vì tình cảm, cảm xúc cho cái gò má này thôi, chứ không phải là do cái mắt ướt. Mắt này không bị ướt. Nhưng cái này này, cái hình này mới là mắt ướt. Đây mắt ướt được. Lông mi cong mắt ướt. Mắt này ngoài ướt ra nó còn bị cái nét gì? Buồn.
buồn. Nữ mà mắt đẹp mà mắt buồn thì 90% có những vết thương sâu trong lòng, có những chấn thương rất sâu ở trong lòng, các bạn không chữa cho họ thì sao họ hay tự tử. Mắt có nét buồn có những cái gì đó ẩn chìm mà không nói. Dạ. Rồi ai có nét đào hoa, nét đào hoa là các bạn nhìn vô các bạn thích chiếm đoạt, thích sở hữu. Nhìn vô cô này cũng muốn sở hữu không? Không, vậy là nét đào hoa không có. Nhìn vô cô này cũng muốn sở hữu không? Có. Nhìn vô cô này cũng muốn sở hữu không? Có. Muốn sở hữu cái gì, cái đó nó gọi là đào hoa. Nhìn vô cô này muốn sở hữu cái gì trên khuôn mặt? Mắt có muốn sở hữu không? Không muốn đến nhìn đâu, mắt em đây đến nhìn và mắt em đi có không? Môi em đây đến hôn môi em đi có không? Má em đây đến hôn má em đi có không? Nếu có thì ba yếu tố này nó gọi là đào hoa. Ở bên đây có bị đào hoa không đâu? Mắt, môi và má có bị đào hoa không? Nhưng những người nào mà có cái má dễ thương mà lại hơi có nút đồng tiền là cái má đào hoa. Đặc thù của những cái người mà số đào hoa là cái nét đẹp giống như một bông hoa đào, ai cũng muốn đến hái gọi là cái đào hoa. Yeah. Ai cũng muốn đến hái. Và đặc thù của bông hoa đào là ngày 29 được hái vào trong nhà, rồi đến ngày 7 lại vứt ra ngoài sọt rác. Còn là nét đẹp đào hoa. Thế là 7 ngày sau là các anh khác nhặt về. Thế nữa. Nên nét đẹp đào hoa là người ta đúc kết ra là tình duyên lần đận. Tình duyên lần đận. Theo các bạn, những cái người mà đẹp như thế này này là có phước hay không có phước? Có phước. Không có phước họ không đẹp được đâu. Mà vì họ đẹp nên nhiều người phải cưng. Nhiều người phải cưng tức là họ không làm mà vẫn có ăn. Không làm mà vẫn có ăn là người có phước. Nhưng cái vấn đề của họ chỗ nào? Cái vấn đề của họ là họ không biết cách sử dụng phước cho nó đúng. Thiếu trí tuệ. Các bạn có một cái đứa con mới 15 tuổi chả chịu học hành gì, xong các bạn để lại tài sản cho nó là căn biệt thự lớn lắm. Nhưng một cái tài khoản khoảng 50 tỷ thì các bạn giết cuộc đời. Thì phước nó cũng thế, phước y như thế trở thành. Độ trưởng thành bên trong chưa có, nhưng mà phước nó đã trổ ra bên ngoài. Và nhiều người phải cưng chiều họ, dẫn đến họ cảm thấy sống trong nhung lụa là đủ rồi. Thì người đó không chịu trưởng thành bên trong nữa. Nên khuôn mặt thì đẹp, nhưng bản chất độ trưởng thành bên trong chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi thôi. Nhưng mà ăn chơi hàng hiệu thì cứ như một người 30 tuổi vậy. Tiêu xài các thứ. Một ngày đẹp trời, nét đẹp này nó còn hay mất? Mất. Khoảng 30 trở ra, nét đẹp nó cứ mất dần đi. Rồi, nhưng mà bên trong có kịp trưởng thành chưa? Chưa. Hay là bên trong đó nhiễm đầy thói hư tật xấu rồi. Không những nó không trưởng thành mà còn nhiễm đầy thói hư tật xấu. Mười mấy năm cày vào cái nét đẹp của mình, ăn chơi nhiều, thói hư tật xấu rất nhiều. Thói hư tật xấu nhiều thì tạo phước hay tạo tội? Tạo tội, tổn hết phước. Thì ngoài 30 tự nhiên bị hắt hủi, rồi tình duyên nó lận đận, quen chẳng quen được ai. Những người ngày xưa hàng trăm người đeo đuổi mình, đến bây giờ một đứa nó đeo đuổi còn không tìm được. Rồi cuối cùng chết trong đau khổ thôi, thằng này rất nhiều. Dạng này các bạn gặp mô típ người đẹp như thế này, thế cho đi học thiền là hết. Đi học thiền vì thiền mới nhìn vô nội tâm. Nhìn vô nội tâm của họ, thấy nội tâm của họ chẳng có cái gì lỗng tuếch. Thì họ ý thức họ sửa mình. Họ sửa mình 1-2 năm là hết. Tôi có quen một vài bạn như thế này, đi đúng 2 năm hết sạch. 2 năm lột xác là một con người mới. Mạnh mẽ hơn, sống đứng đắn hơn, sống đàng hoàng hơn. Hết đào hoa 10 phần nó chỉ còn 3. Còn duy nhất cái má lúng đồng tiền không chữa được. Còn tất cả những nét còn lại chưa được hết. Từ một cái người mắt ướt mà đến bây giờ nhìn mắt nó không còn ướt nữa. Nhìn mắt nó đứng đắn hẳn lên. Toàn bộ khuôn mặt đẹp đó nó trở thành một cái khuôn mặt đứng đắn. Và còn duy nhất cái má lúng đồng tiền mỗi khi cười lên người ta vẫn còn thích. Tức là chưa chữa được cái đâu. Còn toàn bộ khuôn mặt đã chữa được hết. Cái tướng người của người phu nhân đấy các bạn, giữa người làm thiếp và người phu nhân đấy, thì người làm thiếp có nét đẹp đào hoa, còn người làm phu nhân có nét đẹp uy quyền.
quy luật. Người phu nhân là cái nét đẹp, nhân viên ẩn đằng sau nét đẹp nó có một cái quy luật nào đó, nó có một cái sức mạnh nào đó của nội tâm của họ nó vững. Còn nét đẹp của người làm thiếp là ẩn đằng sau nét đẹp của người làm thiếp là một sự yếu đuối, một sự lệ thuộc, một sự bòn rút bám phim, chứ nó không thể hiện được sức mạnh ở bên trong. Lưu ý cái đó. Gò má này là không thích đấu đá này. Dạ, nhưng mà bên trong yếu đuối thì sinh ra bám víu. Người này có thích bám víu không? Hay thích đấu đá? Người này là thích đấu đá này. Họ bám víu là vì họ bị kẹt với cái gò má. Gò má là tâm lý cầu toàn, tâm lý đòi hỏi nằm đầy mong cầu. Họ tập tâm xả là hết. Dạ. Còn cái người này là bị tâm sợ, không phải tâm xả, tâm sợ. Rèn nghị lực thì hết. Còn cái người này dư nghị lực rồi nhưng mà thiếu tâm sản.